Ok, hello xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Công nghệ Bí Channel của chúng ta. Thì như các bạn biết thì sắp tới iPhone sẽ cho mắt 3 mẫu iPhone mới nhất, cũng như là mức giá của nó là trong phiên bản thấp nhất là không dưới 20 triệu. Có thể nói 20 triệu là một con số khá là cao so với người tiêu dùng ở Việt Nam. Vậy nếu như chúng ta muốn có một tầm tiền trong khoảng từ 10 triệu đổ xuống, và cũng như là chúng ta muốn có một con máy có hiệu năng tốt nè, cũng như là ổn định xài lâu dài, thì chúng ta sẽ có những sự lựa chọn nào? Thì ở đây mình đang có hai con máy, đó chính là Poco F1 và còn chiếc còn lại đó chính là Xiaomi Mi 8 phiên bản sách tay. Và hôm nay mình sẽ cùng nhau so sánh thêm thử hai con máy có những ưu và cũng như là nhược điểm gì để có thể giúp cho chúng ta lựa chọn cách dễ dàng hơn nhé. Ok, trước tiên thì mình sẽ nói về phần hiệu năng. Thì xét về mặt hiệu năng thì hai con máy hoàn toàn là khá là tương đồng nhau. Cả hai đều cùng chạy trên con chip là Snapdragon 845 cùng có 8 nhân cũng như là Adreno 630. Tuy nhiên về bài test thực tế thì ngày hôm qua mình có test con Poco F1 một số tựa game nặng, thì mình lại gặp một số lỗi về giật khung hình cũng như là đứng máy khi chúng ta chơi những tựa game như là Darkness Wild hoặc không là Upsi Mobile. Thì có vẻ như Xiaomi vẫn chưa có tối ưu hóa được tốt cái con chip trên con Poco F1, giống như kiểu Xiaomi chỉ đang cố nhồi nhét con chip Snapdragon 845 vào bên trong con máy Poco F1 mà không có phát triển hay là tối ưu bằng con chiếc Xiaomi Mi 8 được. Thế nên đây là một điều mà mình khá là đáng tiếc trên con chiếc Poco F1. Và tiếp theo đó là về phần thiết kế, thì cả hai con máy đều mang hai dòng ngôn ngữ thiết kế khác nhau. Về con chiếc Mi 8 thì nó lại mang thiết kế là mặt lưng bằng kính và cũng như là khung kim loại bằng nhôm series 7000. Còn bên chiếc Poco F1 thì lại mang ngôn ngữ hoàn toàn là đối lập so với bên chiếc Xiaomi Mi 8. Nó có mặt lưng bằng nhựa nguyên khối. Còn về phần ưu và nhược điểm hai cái mặt lưng này như thế nào, thì Xiaomi Mi 8 có những ưu điểm như là mặt lưng bằng kính nhìn rất là sang trọng, bóng bẩy, cũng như là khung kim loại chắc chắn, cứng cáp, cầm cho chúng ta cảm giác rất là sang trọng. Tuy nhiên về phần nhược điểm thì Xiaomi Mi 8 lại bám rất là nhiều mồ hôi cũng như là dấu vân tay, dễ trơn trượt, cũng như là sử dụng lâu dài sẽ rất là nóng nhanh. Còn về phần Poco F1 thì có những ưu điểm về phần mặt lưng, đó chính là không để lại mồ hôi cũng như dấu vân tay, chúng ta sử dụng lâu dài thì sẽ không cảm thấy là quá nóng. Còn về khoản nhược điểm bên chiếc Poco F1 thì nó lại có một mặt lưng bằng nhựa nhìn rất là rẻ tiền cũng như là không chắc chắn, một khi rơi thì chắc là cả hai con sẽ rơi vỡ như nhau. Và một điều nữa mà chúng ta cần phải lưu ý chính là trên chiếc Poco F1 thì nó được sử dụng công nghệ là Liquid Cooler và cũng như là đi kèm theo đó là mặt lưng bằng nhựa. Thế nên là chúng ta sử dụng lâu dài sẽ không cảm thấy quá nóng mà chỉ có ấm nhẹ ở phần camera mà thôi. Ngày hôm qua mình có test thử game trên con chiếc Poco F1 rồi, thì đây là cái điều mà mình coi là điểm cộng trên con chiếc Poco F1. Về phần camera thì sao? Thì về phần camera thì cả hai đều được trang bị dual camera đặt dọc xuống. Với con chiếc Poco F1 thì nó sẽ có hai camera. Thứ nhất đó chính là camera 12 megapixel, nó có khẩu độ là f1.9, và camera còn lại là 5 megapixel, nó có khẩu độ là 2.0. Còn bên chiếc Xiaomi Mi 8 thì nó sẽ được trang bị hai camera với độ phân giải là 12 megapixel, cũng như là cái khẩu độ lần lượt là 1.8 cũng như là 2.4, và đi kèm theo đó là công nghệ chống rung quang học OIS, cũng như là cả hai con máy đều được trang bị tính năng AI camera. Về chất lượng hình ảnh thì mình đánh giá cao con Xiaomi Mi 8 hơn rất là nhiều về con chiếc Poco, về màu sắc cũng như là độ tương phản và giải màu rộng hơn nhiều so với con Poco F1. Và đi kèm theo đó là Xiaomi Mi 8 được trang bị tấm nền AMOLED, thế nên là nhìn màu sắc cũng như là hình ảnh nó rực rỡ và nịnh mắt hơn con chiếc Poco F1. Còn về phần dung lượng pin thì bên con chiếc Poco F1 thì lại cho một viên pin dung lượng lên tới 4000mAh so với 3400 trên con chiếc Xiaomi Mi 8. Thế nên là mình sử dụng con Poco F1 nó sẽ cho thời gian sử dụng lâu hơn con chiếc Xiaomi Mi 8. Tuy nhiên thì cả hai vẫn được trang bị là công nghệ sạc nhanh Quick Charge đến từ Qualcomm. Còn về phần bộ nhớ thì trên con chiếc Poco F1 sẽ được hỗ trợ khe thẻ nhớ lên tới 256GB, còn cũng như là Xiaomi Mi 8 thì lại không có được hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ. Và cũng như là trên con chiếc Poco F1 sẽ còn tồn tại jack cắm 3.5mm, và điều đó chúng ta sẽ không có thể tìm thấy được ở trên con chiếc Xiaomi Mi 8. Và thêm một điểm cộng nữa, đó chính là về đối với con Poco F1 được bán chính hãng tại Việt Nam thì chúng ta sẽ yên tâm về chế độ bảo hành cũng như là hậu mãi sau lâu dài. Còn về bản Xiaomi Mi 8 sách tay thì chúng ta sẽ không có được điều này. Vì vậy chúng ta cần phải lưu ý cũng như cân nhắc trước khi mua hai sản phẩm này nhé. Vậy đúc kết lại thì chúng ta sẽ có gì? Nếu như chúng ta lựa chọn Xiaomi Mi 8 thì thứ nhất chúng ta sẽ có một cái thiết kế mặt lưng bằng kính sang trọng. Chúng ta sẽ có cái camera tốt, màn hình đẹp cũng như là hiệu năng cực kỳ cao cấp. Còn về còn nhược điểm thì sao? Thì mặt lưng nó sẽ bám rất là nhiều mồ hôi cũng như dấu vân tay, dung lượng pin yếu hơn,
cũng như là không có được chế độ bảo hành, cũng như là không có được hỗ trợ tiếng Việt. Và nếu như chúng ta lựa chọn Pocophone F1 thì sao? Thì thứ nhất, chúng ta có được cái pin trâu nè, cũng như sử dụng lâu dài nó sẽ không quá nóng. Chúng ta cũng sẽ có hỗ trợ thể nhớ, cũng như là có jack 3.5mm. Và chúng ta sẽ có tản nhiệt chất lỏng liquid cooler, cũng như là được bảo hành chính hãng. Và còn nhược điểm thì hiệu năng con Pocophone F1 vẫn chưa thực sự tốt. Và còn camera thì chưa thực sự tốt, nó còn có một nhược điểm ở một số lỗi, cũng như mặt lưng bằng nhựa khá là rẻ tiền. Vậy là vừa rồi mình vừa xong một bài so sánh chi tiết giữa hai con máy, đó chính là Pocophone F1 cũng như là Xiaomi Mi 8 bản sách tay. Vậy các bạn sẽ lựa chọn máy nào thì hãy mời comment phía bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cũng như là nếu các bạn thấy video này hay thì cũng đừng quên bấm like như một subscribe cho kênh video này nhé. Và mình là Sơn, mình đến từ channel, và xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video lần sau.